Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại gần sân bay Tân Sơn Nhất. Khu vực này là khu vực công viên Gia Định. Thì mình có hẹn với một anh khán giả. Anh khán giả cũng đứng tuổi rồi. Anh ấy vừa liên hệ với mình ngay từ buổi trưa nay. Anh ấy có nhờ kênh Nhân Tuất TV và nhờ mình là tìm một người chủ mới cho cái chú chó Malinois của anh ấy. Và anh ấy muốn là tặng chú chó này nhá. Tặng nhá, chứ không mua bán gì cả. Tặng một chú chó Malinois đã khoảng tầm hơn 2 tuổi rồi cho một anh em nào mà yêu thương chó và thích chó to và phải có điều kiện nuôi tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn này nhá. Thì bây giờ mình đến, mình hẹn anh ấy ở chỗ mà công viên Gia Định gần nhà anh ấy quay để cho đẹp, cho nó mát và cũng là để cho chó nó không bị sủa nhiều. Thì anh em sẽ cùng đón xem cái video này nhá. Cái video này sẽ có rất nhiều thông tin vì nội dung là cho tặng mà. Đấy, cho tặng một chú chó nhưng mà phải cho như thế nào và tặng như thế nào. Anh em nhận chó là phải có những cái thỏa mãn được những cái gọi là cái yêu cầu đi. Đấy đúng không? Giống như một cái mini game ấy, luôn luôn phải có một cái yêu cầu nào đấy. Thì anh em phải xem hết cái video này nhé, xem mình có phù hợp hay không, xem mình có đủ điều kiện để mà nhận nuôi chú chó này hay không. Thì anh em phải xem hết cái video này nhá. Đấy, một cái nữa mà mình xin chia sẻ cho anh em ngay từ đầu video là cái thông tin điện thoại này và thì là của anh ấy. Còn là cái công việc thì anh cũng đã nói luôn với mình là do anh ấy gọi là cũng là có một cái công việc như kiểu là lãnh đạo đi. Mình sẽ xin phép nói như thế. Anh ấy là làm với doanh nghiệp, là lãnh đạo doanh nghiệp thì anh ấy không muốn xuất hiện trên video. Anh ấy có xem kênh YouTube TV của mình nhưng anh ấy cũng giống như mình ấy là không muốn xuất hiện trên video để ảnh hưởng đến cái công việc của anh ấy. Thì mình sẽ chỉ quay tập trung chủ yếu vào chú chó thôi nhé. Đấy, và cũng sẽ để cái số điện thoại liên hệ với cả anh chủ ở đấy để anh em liên hệ nhé. Rồi ok, mời anh em xem video này nhé. Đừng quên bấm like và subscribe nhé. A few moments later. Trên hình ảnh của chúng ta là chú chó Malinois có tên là Malinois. Xin giới thiệu với anh em Malinois đó. Malinois thì có một cái thân hình rất là vạm vỡ. Theo cái quan sát của mình thì khoảng tầm trên dưới 40 kg. Nuôi hơi béo một tí. Anh chủ, bác chủ nuôi hơi béo một tí. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này. Theo cái quan sát của mình thì chú chó được khoảng tầm là 2 năm rưỡi tuổi, dưới 3 tuổi. Đấy. Trên hình ảnh chúng ta là nhân vật chính. Thì không làm tốn thời gian của anh chủ và anh em nữa thì hôm nay thực sự là mình sẽ quay một cái one shot thôi. Một cái video one shot là bác chủ là người thành phố Hồ Chí Minh. Bác ấy đã nuôi chú chó này được 2 năm rưỡi rồi và bây giờ đang muốn là tặng lại một anh em khán giả trên kênh Nhâm Tuất TV. Thì anh có thể cho em biết là cái lý do tại sao mà anh lại phải tặng cái chú chó này không? Cái lý do là nhà mình thì có ba chú chó. Một chó Malinois này với một con Rottweiler. Lucky là hai con đực lớn. Nuôi hai con đực cùng tuổi, cùng thời gian với nhau. Và một con cái. Nhất là bây giờ nó lớn rồi, nó có vẻ như là nó muốn phối giống á. Vâng. Nên là nhiều khi không có mình á thì mình sợ là nó xảy ra nó cắn đánh nhau. Nó cắn nhau ấy. Cái thứ hai nữa là cái môi trường, khi mà nó lớn chó này thì chó nó rất là năng động. Nó cần phải có cái không gian rộng này nè. Cái nếu mà nuôi ở trong nhà mình, mặc dù cái sân của mình cũng có rồi nhưng mà mình thấy là cũng không có đủ cho nó. Vâng. Cái cả phải đưa hai con ra ngoài này nữa thì nuôi ở trong cái khu phố như vậy thì nó cảm thấy nó rất là bất tiện. Thì cả nó không khi mà dẫn đi này nọ thì nó cũng mình cảm giác là người dân người ta cũng hơi khó chịu ấy. Vâng. Thế đấy. Thì đó là hai cái điều mà với cả mình cũng là người đi công tác xa. Vâng. Đi hoài nên bây giờ là trông nó trông chó, nuôi chó, chăm chó cũng khó nữa. Cũng không có nhiều thời gian đúng không anh? Không có nhiều thời gian. Mà mình đó là cái người mà chăm rất là kỹ. Đó. Mình chăm chó buổi sáng mình chơi với nó 15 phút. Yeah. Buổi tối mình chơi với nó 15 phút. Đó. Hồi nhỏ đến lớn thì mình huấn luyện nó. Yeah. Đó. Vì một cái lý do cái công việc thì anh chủ phải chuyển nhượng cái chú chó Malinois này. Và cũng vì một cái lý do công việc nên anh chủ bảo là đừng quay mặt anh, tại vì anh cũng có nhiều cái công việc nữa. Thì anh em xem phải rất là thông cảm nhé. Thì cái số điện thoại của anh chủ mình cũng sẽ để ở phía dưới này. Anh chủ vì cái lý do công việc nên phải
nhượng lại chú chó này, gọi là tặng lại chú chó này cho một anh em mà yêu chó xem trên kênh Nhân Tất TV. Nhưng mà vấn đề là cho thì luôn luôn là phải có một cái gọi như là một những cái yêu cầu của anh chủ, không phải yêu cầu về kinh tế nhưng mà yêu cầu cụ thể như thế nào thì mình sẽ nhờ bác chủ sẽ chia sẻ để anh em nào mà nếu mà có điều kiện này và cảm thấy mình phù hợp thì cứ liên hệ với anh chủ nhá. Yeah. Bác có thể chia sẻ cho em một ít cái thông tin nhỉ? Vâng. Là bác chọn cái người như thế nào? Mình chọn cái người thứ nhất là cũng phải có sức khỏe. Vâng. Còn nếu mà có kiến thức về Malinois thì nó càng tốt. Vâng. Quá tuyệt vời, thì mình về mình chơi, mình huấn luyện, mình chơi với chú chó này thì nó rất là nó càng chuyên nghiệp hơn nữa. Vâng. Thì cơ bản nó biết hết rồi. Thế cả mình chỉ có muốn tặng cái người nào là chủ nhân, không có phải là người kinh doanh chó, không phải người dùng chó để mua bán hay sản phẩm là giống như là tặng những người gọi như là yêu thương động vật này, nuôi nó giống như nó là thành viên trong gia đình, chứ mình không dùng nó để nó làm ra tiền cho mình thì mình không phải là như vậy đó. Bởi vậy mình mua nó thì mình đâu có nghĩa là mình chấm là mình không có bán, rất là rõ ràng đây là tặng. Đây là tặng. Tặng. Mà nghe nói phong thủy á, bảo tặng không thì cái gì đấy mình không biết nữa, bảo là phải cho một tí vía anh ạ, phải tặng tặng một tí vía. Cái kiểu rồi. Mình cũng hiểu nữa, có người bảo đừng có cho không. Kiểu gọi là cứ kiểu mua bán đi mà 500 ngàn ví dụ mình. Có một chút tiền vía, đấy, tiền vía đó. Thì đấy là cái người nào mà ở khu vực Hồ Chí Minh hay lân cận thì càng tốt. Còn bắt nó thì phải cho xe tới rất là dễ. Đúng rồi. Thì chỉ có mình có rọ mõm rồi có xích có yến này nọ. Còn đồ chơi thì mình mua nước ngoài về này nọ, nó có đầy đủ đồ chơi hết. Có bao cắn, có cái tắt cắn, có cái đồ mà đồ thảy. Chơi có cái gì thì anh cũng có tặng cho anh em. Gần sông suối hồ gì thì càng tốt. Vâng. Nó rất là thích cái bơi lội chạy nhảy đúng không anh? Vâng. Thì phải là người bạn với nó thì càng thân thiện, nó càng hiền, nó càng hiền hơn. Nhưng mà chó này có một cái là đấy, ra ngoài nó không cắn ai không gì hết. Quen biết ở ngoài về nhà nó cũng không gì hết. Nhưng mà bất cứ người nào mà nó không biết từ trước đến giờ, kể cả người gia đình mình mà nó không biết gì hết, chưa gặp lần nào, bước vào nhà thì là nên cái thái độ nó rất là dữ dằn. Nó là phải nhốt nó lại hoặc là ấy lại. Vì người là người, mình chưa đến cái độ mà nói được nó là nó ấy, nghĩa là nó thấy người lạ vào là nó cắn. Vì đây là một con chó trưởng thành nên mà. Thì chứ còn ngoài ra như bạn đây bạn như ăn đây ăn biết nó ngoài này rồi, bây giờ dẫn về nhà thì ok hết, không có vấn đề. Chứ còn nếu mà chưa biết mà bước vô cổng đó là nó sủa ghê lắm. Đấy cũng là cái lý do tại sao anh em mình hẹn nhau ở công viên đúng không anh? Để một là dễ quay cho anh em mình này. Hai là thực sự là mình vào đây thành phố Hồ Chí Minh công tác. Hôm nay cái video này lên là hôm thứ bảy. Đấy, anh em nào mà xem được video này mà có duyên thì cứ liên hệ với bác chủ. Em xin tổng hợp lại một cái số các cái gọi như là cái yêu cầu của anh chủ. Là đây là chú chó là tặng nhá, không hề bán, không hề kinh tế gì cả. Nhưng anh em đến thì luôn luôn phải trả một tí tiền vía để cho dễ nuôi đúng không anh? Tiền vía thì khoảng tầm 500 ngàn đồng thôi. Nhưng mà những người nào là phù hợp, đây là một cái chú chó đã trưởng thành rồi thì không phù hợp cho những cái bạn mà quá trẻ. Gọi là mình xin phép là gọi là trẻ con ấy. Nếu mà các bạn trẻ con mà chưa có đi làm này, chưa gọi như là có kinh tế thì không thể nuôi được chú chó này. Đấy là cái thứ nhất. Chú chó này phù hợp cho những anh em mà có vườn rộng này, có nhà rộng, có một cái chỗ nuôi thật là rộng để mà thả, để cho chú chó là chạy được chạy chơi, được thoải mái, có thời gian. Anh em phải có thời gian. Tức là ví dụ như chú chó này sẽ phù hợp cho anh em mà có nhà xưởng hay là có vườn ao chuồng mà thích một cái chú chó để mà vừa bảo vệ vừa chơi vừa gọi như là trông vườn đúng không anh? Đó, rất là phù hợp. Và phù hợp nhất là anh em ở cái khu vực mà phù hợp nhất anh em ở cái khu vực mà quanh thành phố Hồ Chí Minh, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, Củ Chi, Bình Dương, Đồng Nai đúng không anh? Đấy, anh em có gọi là vườn rộng giao thưa mà thích nuôi chó to rồi, chó trưởng thành rồi thì cứ liên hệ với anh chủ nhá. Đấy. Rất là ấy, chỉ cần làm quen với nó vậy là ấy thôi, đấy. Là chơi với nó là dễ lắm, chứ không có khó khăn gì đâu. Nhưng mà người biết một tí là được à. Đấy. Còn ăn thì là ăn hàng Royal với cả thịt gà. Tức là ở nhà anh thì cho ăn là Royal rồi, còn nếu mà về nhà anh em thì gọi như cũng là tùy điều kiện anh em. Đấy. Thường ăn đấy với cả thịt gà đấy. Thì ai có làm sao nó ăn vậy, nó cũng dễ lắm chứ nó không có khó. Nhưng mà nó cần phải chơi. Được chơi. Tại vì bác chủ một trong từ nhỏ lớn là chơi rồi, nó vậy ngày nào cũng vậy, một cữ hai cữ tung bóng nó thích lắm. Bọn này thì thích chơi với cả bóng hay là gọi là ở trong này gọi là banh đấy, trái banh đấy, banh nỉ đấy, banh tennis cũng được. Nói
Đây, đồ đạc của mình đang ở kia. Mình vừa từ Dog Show mình về một cái là qua công viên Gia Định luôn để quay cái chương trình này cho kịp cho anh em. Chương trình này sẽ lên sóng vào đúng ngày thứ bảy. Thì anh em nhấc máy và liên hệ. Trước tiên là phải xem hết video xem mình có phù hợp hay không. Đấy. Và cộng thêm nữa là khi mà mình nhận chú chó này thì tốt nhất là liên hệ với các bác chủ để đến tận nơi xem chú chó, và nếu như mà ok rồi thì các bạn phải có cái phương tiện mà vận chuyển chú chó này về nhà nhé. Đấy, chứ bác chủ là không có phương tiện mà vận chuyển về đâu. Đấy, anh em phải xem kỹ. Và tất cả cái công việc là trao đổi qua điện thoại. Một cái lưu ý nữa cho anh em, một cái lưu ý nhé là vì cái lý do công việc nên anh chủ rất là bận, anh em sẽ phải gọi điện thoại sau giờ hành chính, sau khoảng tầm 5 giờ chiều anh. Đúng rồi. Sài Gòn làm sau 5 giờ chiều nhỉ? Vâng, vâng, 5 6 giờ chiều ấy. Tốt nhất là anh em hãy gọi điện sau 5 6 giờ chiều hoặc là sáng sớm đúng không anh? Không không, sáng sớm là chơi với nó. Sáng sớm là anh chơi với nó rồi là bắt đầu tới nó này nọ là đến 7 giờ. Đấy. Đấy. Thì cũng hơi khó anh nhá. Vì cái video của em là lên là 6 giờ sáng. Thì sợ là rất nhiều anh em thích một cái là có thể nhấc máy luôn. Nhấn mạnh dùm ăn cái là không, buổi sáng không, rất là bận rộn với em với tụi nó đấy. 6 giờ là bắt đầu dậy chơi này nọ cho nó ăn rồi xong rồi vệ sinh rồi xong nó lên chuồng rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình đi làm. Thế tốt nhất là gọi sau 5 giờ chiều. Sau 5 giờ chiều. Sau 5 giờ chiều. Ok. Thì cũng mong đấy, kiếm được người mà yêu thương mình, không phải là mình gọi là chẳng trước gì hết cả đây. Nhưng mà mình thương nó quá nên mình cho nó mà mình rất là tội, nói thật là như vậy á, mình mình nuôi nó 2 năm mấy rồi. Đó. Nên là tìm được cái người mà nó thật sự là nó có sức khỏe mà chơi với nó, nuôi nó này nó tức là có là điều kiện để mà nuôi, có điều kiện mà vườn tược nhà cửa rộng rãi đúng không anh? Chứ mà mang con chó này về mà bây giờ nhốt một chỗ mà không có biết cái gì với nó thì nó giống như con chó cỏ thôi. Tội nghiệp nó biết hết lận lướt, nó làm việc rất là tốt. Ok. Nó cái cả về là cứ cẩn thận thôi, là có nghĩa là người lạ là phải cho nhốt nó lại lên chuồng. Trừ khi người quen trong gia đình này nọ mình phải cho nó tiếp xúc xã hội hóa, xã hội hóa. Nó không có vấn đề gì hết á. Xã hội hóa. Người lạ là phải nhốt nó lại chứ. Tính của nó là nó bảo vệ rất là ghê. Tính bảo vệ. Tính lãnh thổ nữa. Nó biết luôn cả mình dạy nó, biết luôn cả trong đồ trong xe nhá. Có nghĩa là dẫn để cái đấy để đấy và nó trông là nó ở nhà là nó trông ấy. Dạ. Ai mà tự đụng vào là nó bụp ấy. Đấy, thực sự là đây là một cái chú chó mà đã trưởng thành rồi 2 năm rưỡi rồi. Thì phải phù hợp với anh em mà biết về chó to hay là đã từng nuôi chó, hoặc là ít nhất là không sợ chó hay là biết cái cách để mà tiếp xúc với một chú chó nhé. Còn nếu mà bạn nào mà quá trẻ mà không biết gì thì cũng không thể nuôi được. Đấy, anh em phải cân nhắc nhé. Anh em cân nhắc nhé. Bọn này nó ra ngoài đây thì nó hiền lắm bác. Nó từ nhỏ đây rồi. Mình cứ nhẹ nhàng thôi. Mình cứ nhẹ nhàng thôi. Đấy, đấy cũng cho may là gặp kênh Nhâm Thuất ở trong Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Mình nghĩ hồi mình bốc máy mình gọi thì chẳng may sao lại rất là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh em mình thì vừa mới liên hệ với nhau buổi trưa nay. Anh mà ở xa quá là em cũng không thể đến được đâu. Đúng rồi. Nhưng mà rất may là anh em mình ở gần nhau, cách nhau mấy cây. Em thì quay cái chương trình ở Đầm Sen thì cách đây 7 cây thôi, đâm ra là còn đến đây hỗ trợ được cho anh. Cắt nước ở con, tí về uống nước. Đấy. Đấy, nhưng mà theo cái yêu cầu của anh chủ là không muốn xuất hiện trên video, sẽ chỉ để cái số điện thoại thôi. Anh em nào mà xem kỹ video này, phải xem kỹ video nhé, xem mình có phù hợp hay không. Mình có thích dòng chó Malinois này không, có điều kiện về nhà cửa rộng rãi, có vườn rộng rãi không để mà nuôi thả chú chó này hay không. Rồi là có nhiều thời gian để mà chơi đùa với chú chó này hay không. Thì nếu mà cảm thấy mình phù hợp thì hãy nhấc máy lên và gọi điện cho anh chủ nhé. Đấy, Malinois. Đấy, rất là ok. Sau đấy. Này về muốn đổi tên thì cứ gọi tên khác. Không có nhiều cách lắm anh ạ, có nhiều cách lắm. Đổi được hết. Bọn này về nhà mới một hôm thì nó sẽ hơi lạ lẫm thì tốt nhất là cho nó ăn. Vâng, một cái góc cho nó ăn yên tĩnh một cái thì vài ngày sau thôi. Dạ. Những cái người mà có cái kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ hòa nhập anh ạ. Cái kênh của em quay rất là nhiều cái chương trình mà anh em nhập chó từ nước ngoài về ấy. Không, đấy. Em coi, em biết mà. Em coi. Giống từ nước ngoài về nó 3-40 cân mà nó còn không quen cái lệnh Việt Nam, mà về Việt Nam chỉ vài ngày sau nó biết mà. Và ok anh ạ, thế anh nhá. Thì em cũng hy vọng là sau cái chương trình này có rất nhiều anh em ở trong Sài Gòn, trong miền Nam mà xem được. Mà phù hợp thì sẽ liên hệ với anh để chú chó có một cái ngôi nhà mới anh nhá. Vâng. Dạ. Cảm ơn kênh Nhâm Thuất rất là nhiều nhá. Dạ vâng, rồi ok anh. Dạ em chào anh ạ. Dạ, em chào anh nhé. Vâng, chào anh. Đấy.
khát nước rồi đúng không? Khát nước là thứ nhất này, hai là nó em thấy cái này bắt đầu nó hơi buồn buồn, nó cảm nhận được một cái gì đó. Nó cảm nhận được một cái gì đó. Nó khô lắm. Khô lắm. À con này là anh chưa thiền đúng không anh? Không, tức là hoàn toàn là có thể làm được giống được. Giống tốt. Giống tốt luôn. Thế nhà anh em nào mà có chó cái thì có hoàn toàn là có thể cho sinh sản được. Chó cái mà đi nói giống nó đó. Vâng vâng. Ok, rồi tuyệt vời. Rồi anh em xem kỹ video này nhá. Rồi xin cảm ơn anh em.